chúc các anh may mắn. Ủa giờ làm gì? Em mới cần may mắn nhiều hơn. Đó, giữ được 3 điểm sau đó là đủ rồi. Chỉ có súng máy thôi hả? What the fuck man? Âm ở phía đầu thì nó súng máy. Festung Panzer Tactician. Đây đây. Khỏi đi giữa khỏi. Đi được cùng hướng vậy? Qua trái đi. Mà đánh trong phố đây. Ừ. Nhưng tăng nó vẫn thắng. Cái vấn đề là thế. Ủa làm sao xây nhà thêm vậy? Hả? Ủa? Xây nhà thêm sao? Lên phase. Lên phase 1. Phase à? Phase 1 là đủ rồi. Nó phải chu không có gì. Ồ, oh, phải. Ồ, oh, engineer có nhà hả? The fuck? Machine gun give it a team. Mẹ lính xấu à. Mặc đồ gì mà nó bóng dữ vậy? Đúng. Đức mà đồ dơ là bỏ, mua đồ mới mặc. Đâu có giặt. Má thôi em chạy lên đi. Lên đi. Quan trọng là cái sao thôi. Sao là tất cả. Lên phase sao ta? Nhà chính nhà chính á. Ờ. Oh, not enough resources, hả? Huh? The fuck? Grenadier làm ăn đựng cặt gì không đây? Không. Không. Phế. Ủa gì khỏi mua hả? Mua để cho làm bão cát thôi. Shut the fuck up, you aren't ready anything. You aren't ready for anything. Má sao bắn hộp không vậy? We ready for retreat. Ready for retreat. Bunker. Defensive structure can upgrade to an MG. À đúng rồi, xe bunker nữa. Tụi súng máy này đi đâu vậy? Má interface kiểu chó gì mà nó nhiều dữ vậy? Mỗi đứa thủ mỗi điểm đúng không? Ờ. Cùng lắm thì một đứa tụ lại. Tụ lại hai điểm. Má không vô nhà được với đau chứ. Nhà để chân. Trời mới light mechanized infantry thôi hả? Fuck you bitch. Lấy đó thôi là dừng rồi đó. Đó là cao nhất rồi đó thôi. Hả? The fuck man. Thì cái nhà tiếp theo là mua tăng thì mà tăng thì phế thì mày mua làm gì? Tăng ra mà làm tăng phế hả? Ừ. Nó có KV1 đó, mày bắn gì nữa. Oh my god.
Vậy làm sao căng, chơi? Thì bởi vậy. Ôi phê ơi, phê, phê ơi là phê. Yeah, I want you to win. Mà ném, ném satchel, satchel charge. Ờ, khủng nạn vậy đó. Chán. Các vị cản bước quân thù nào. Cản không nổi. Shut the hell up. Ê, mấy chú xây bân cơ đi. Có mà, tao xây rồi. Ủa, sang giữa là nào vậy? Em. What the f... Má. Project complete. Má không biết xây hướng nào nữa luôn á. Em mở bản đồ lên. Thì biết rồi, tại nhưng mà tại bìa hai hướng. Thì xây hai hướng luôn. Ừ. Thì đủ đéo đó. Thì từ từ, xây được nào trước xây đi. Ê, ê, chết cha. Ta ráng tao đưa quân qua tao phụ mày coi. Chạy chạy lên chiếm điểm coi coi. Tụi Panzer Grenadier làm được cái gì không? Không 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 không. Đừng mua. Sao phế dữ vậy? Sao đứa nào cũng phế vậy? Trời, nó mua mua mà nó chỉ có một thằng cầm anh Titan Rifle mà nó không cho up thêm. Mà bắn cũng không nhầm gì. Kỳ vậy. Bả. Thì đó chỉ có cối, súng máy và pháo. Đó là ba thứ. The fuck. Ba thứ cần biết nhất. Ba mẹ cha. Đủ má. Tại 70. À. Thôi chạy đi, rút 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 rút. Cái gì? T có tăng rồi hả? Tại 70 à, lại tăng. À. Mm-hmm.
KV1 nè. Còn 200 nữa thôi, tránh. Ấy thì anh quan năm nay nha. Dạ. Chết cha. Nó có tank trap không ta? Mày phải chọn cái defensive mới có. Oh. Stocky Panzer hả? Ờ. Làm ăn được gì không? Không. Nòng ngắn là không nổi gì đâu. Ô, nòng ngắn hả? Ừ, nó nãy giờ nòng ngắn mà. Shit. Đừng phí tiền lên cũng vậy à. Vậy thôi, ta thà mua lính sướng hơn. Ừ, lính thôi. Trời ơi, tăng gì vậy? Đâu? KV hả? T-Bater. Má nhìn đúng bự luôn. Cãi gần thắng rồi, 65 rồi. Mới thắng rồi. Chỉ cần 7 thôi. Fuck. Máy 50 rồi, 50 ơi. Ừ. Nét xe. Đồ. Tuyệt vời. Đâu chơi quân Đức mà cứ nghe nhạc Liên Xô ấy mà. Xanh. Ba mươi, 29. Ủa xem còn 26. Rồi 23. Thắng. Securing the critical flanks of the advancing attack on Moscow. Time fresh. This drove the Red Army back. Stalingrad. Như còn trận đánh Stalingrad nữa luôn.
Còn trận nữa hả? Trận thôi. Ủa khoan khoan, lại còn trận nữa đúng không? Không, tùy à, tùy anh Price thôi. Không mà nó có hình như có 2 người à. Ủa dạ, ra kiểm lại coi. À. Ủa CPU hạt rồi. Ủa? Tại sao vậy? Mẹ muốn nó chip thêm à? Ừ. Có đâu. Chứ mày 2 người hả? Quá. Spam ờ. Vậy vậy chắc nãy gì? Chắc nãy vô 2 người. Quá đâu spam. Spam. Hay thôi nhỉ. Thấy ớn luôn. Ủa surprise ra rồi. Thì kiếm map khác, kiếm map đã xong rồi. Map nào mà chơi Liên Xô thử. Thôi không chơi Liên Xô đâu. Xô thì quá dễ rồi. Hãy cứ spam tập tư. À. Đợi xin.